Ông chú ơi. Ông sao cháu? Ông lại đến đây cắt tóc quả tưởng không đến cắt tóc chú nữa vào đây. Lúc gần Tết chú cắt cho cháu quả đầu không còn gì để nói về cái theo nhiều quá đuổi không hết. Thế à? Vâng, chú xem nào chú thiết kế lại cho cháu quả đầu đấy đi. Bây giờ lại cắt quả đầu không còn gì để nói nữa nhá. Vâng. Thế lần trước chú cắt nhầm cho ông cháu đấy về gái theo nhiều quá. Vâng. Thế, thế thì bây giờ lại làm cắt... kiểu đấy nhá. Đúng kiểu đấy cho cháu nhá. Ok luôn, chiến luôn đi ông cháu ơi. Dậy đây ông cháu ơi, xong rồi đấy. Quả đầu không còn gì để nói của cháu đâu chú nhỉ? Đấy, quả đầu không còn gì để nói của lần trước đấy. Này chú lại cắt nhầm rồi, lần trước chú cắt cho cháu kiểu môi cần chéo mà. Lần trước cắt môi cần chéo là về đấy gái nó theo đuổi đi vâng, không biết nào. Chú cắt kiểu này ai nhau nữa. Lần này chú lại nhầm cắt tà đại phòng rồi. Theo lễ tâm tình trước chú cắt cho cháu kiểu đầu đẹp trai phết nên là lần này cháu vẫn mò chú một cú. Thế à? Đây, ok, thank you ông cháu. Đây lần trước là gái theo nhiều không? Đuổi không hết. Đuổi đi không hết à? Vâng. Ok, lễ tình lần trước thì tôi ra bỏ qua chú nhá. Đây cháu bỏ qua chú. Rồi cháu bò chú một củ nhá. Bò củ luôn à? Đưa tiền luôn. Đây. Đây chú. Ok đây. Sao này phải đùa chú à? Lại bị. Đưa 1.000 bao giờ không?